Và sau đây là cái giây phút mà chúng ta chờ đợi. Chúng tôi bước vào trong phần văn nghệ của ngày hôm nay. Hy vọng ngày hôm nay có những màn văn nghệ đặc biệt nhất trong cuộc đời nghệ sĩ của những người mà có mặt ngày hôm nay xin gửi đến quý vị. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ca ban hợp sướng hùng hậu của các cựu nữ sinh Trường Vương. Mời các chị bước lên sân khấu. Từ từ bước lên sân khấu, theo thứ tự là tôn nữ Kim Phượng, Vũ Tố Loan, Nguyễn Minh Hải, Mai Khanh Lê Thị Phú, Phạm Kim Nhung, Vũ Tiến Anh, Nguyễn Quỳnh Vân, Nguyễn Minh Châu, Đặng Mỹ Ngọc, Nguyễn Kỳ Dung, Lê Ánh Thu, Vũ Bội Tú, Nguyễn Kỳ Hạnh, Nguyễn Thúy Hòa, Nguyễn Thi Vượng và sau cùng là ca trưởng Như An. Ca trưởng Như An từ từ bước ra sân khấu. Và kính thưa quý vị, đây ban hợp sướng Trường Vương. Và ngày hôm nay ban hợp sướng Trường Vương sẽ gửi chúng ta một liên khúc gồm 3 ca khúc: Mẹ Trùng Dương, Chớp Bể Mưa Nguồn và Thênh Thang Thuyền Về. Và kính thưa quý vị, đây ban hợp sướng Trường Vương. Thank you.
quý vị vừa thưởng thức một liên khúc Biển Mẹ, trích từ Mẹ Việt Nam của Phạm Duy, gồm có ba ca khúc: Mẹ Trùng Dương, Chớp Bể Mưa Nguồn và Thanh Thang Thuyền Về, do ban hợp xướng Trương Vương trình bày. Xin thành thật cái sự cảm ơn sự hiện diện của các chị có mặt ngày hôm nay, các chị Trương Vương.